Chào cả nhà, lại là em Mimi Sono Certified Master cho bộ môn nối mi phun xăm và facial của mình. Thì hiện tại cả nhà của mình là đang là ngày thứ hai cho lớp Professional Eyelash Extension ở Tampa, Florida. Thì bây giờ em sẽ dẫn mọi người đi tham quan cái lớp Eyelash Extension của mình ngày hôm nay để coi mấy chị của mình đang làm gì trong lớp nha mọi người. Let's go. Các chị là đang làm practice on mi volume. Thì để em đi em cho mọi người coi giống như cái thành quả của mấy chị. Bé này mới học luôn nha mọi người. Đó, thì hiện tại là mấy chị của mình là đang luyện tập cái cách làm fan tay nha mọi người. Là em biết cái trên thị trường của mình bây giờ có rất là nhiều loại fan sẵn, nhưng mà mình đi học đó là chắc chắn một trong những kỹ thuật quan trọng nhất là mình phải học fan tay nha mọi người. Dạ, hai chị Jasmine, hai chị Hồng Thấm, hai chị Thùy An, hai chị Linh. Hôm nay mấy anh chị là đang ở tiệm rồi coi like của em hả? Mọi người xem nhé. Đó. Yeah, professional chứ nè. Dạ. Chưa. Nãy giờ là hả mấy em tập từ tay phải giờ qua tay trái luôn. Wow, tập lần hai tay luôn. Tại em thuận tay trái mà em muốn bắt đầu từ tay phải chứ. À. Cái này tay trái, cái này em tay show phải. Show cho mọi người xem nhé. Làm nguyên một tơ vậy luôn nè. Good job chị. Đều. Cái này là chị đang làm thanh gạt hả? À, pinching. Này là pinching, bóp tiếp. Bóp tiếp. Này là mi chân dài, mi chân ngắn. Cái này á đẹp nè, đều. Nhưng mà chị có thể làm cho nó xòe bự ra chút xíu nữa là nó sẽ đẹp hơn. Để em tìm qua hậu cho chị nha. Cái này ít sợi nhưng mà đều đẹp nè. Cái này á, xòe hơi bự. Còn cái này á, là hơi nhỏ. Nếu như mà trong nguyên cái đám này hoa hậu là em thích cái cọng này nhất nè. Đó, cái cọng đó, đó là hoa hậu đó. Còn bên này á, là cái cọng này là đều. Cái xòe xếp đều ra đó. Dạ. Facebook nail job mấy chị ơi. Dạ hai chị Hiền, hai chị Anna. Đây nè cô. Cố gắng sức. Nó có mãi thời gian này. Em coi nè. Wow. Good job chị. Có sân khấu chưa? Wow, cái này đẹp quá nè chị. Cái này là perfect nè nha. Không phải là ok mà là perfect luôn á. Cái này cũng đẹp đây, perfect. Đâu chị, em xem cái perfect ở đâu? Chị em xem chút xíu nè. Perfect. Cái nào đâu nè? Cái nào cũng perfect miền lai luôn á. Yeah, perfect. Yeah, perfect. Good job, chị. Cái đó 10 điểm. Cái nào perfect, còn mấy cái kia là perfect. Cái này nếu mà nó xếp đều nha. Cái này cũng xếp đều. Đẹp. Cái này là perfect của chị nè.
em đi coi coi thằng mấy chị có perfect tan chưa nha. Tờ giấy luôn. Tại vì cái này là một chương trình với lại cái easy fan. Dạ. Cho cả nhà coi. Chị ở đây là làm đẹp lắm nè, làm nguyên một cái tờ giấy luôn á. Chị bóp được hả? Chị bóp bóp được thôi hả? Nè. Fan perfect của chị Lily nè. Đó là cái cọng ngay đây nè mọi người. Đó. Cái này là fan tây, fan tươi luôn nha mọi người. Tươi không cần tưới. Đó. Mừng quá, giờ rung cái bóp hoài không được. Dạ đúng rồi các anh chị ơi, trong lớp học của mình á là em ác lắm, em bắt mấy anh chị này á là phải làm fan tay. Chứ em không có cho xài fan hộp mà lấy cắm lên model. À, ở trong lớp mình học mình phải học cái khó phải không mấy anh chị? Đúng rồi. Vài bữa đó muốn tìm ác lấy đâu ra. Let me see. How you doing here, Lizzie? Okay. Let me check for you. If in auto fan, this one is good. Mm-hmm. Yeah, this one is good. This one is a little bit too small. Yeah. It's like a closed fan. Mm-hmm. This one is a little bit less glue. Mm-hmm. So that's why when we pick it up, this one it come off. Mm-hmm. Yeah. Trời ơi. Oh my god. Mỗi lần mà em like xong em nghe lại cái giọng của em á, nó kỳ ghê luôn á mấy chị. Sợ lắm. Em không biết sao á. Mỗi lần mà em nghe em nói nghe nó sao sao á. Wow, ở đây nè, đó. Thì nè, để em cho mọi người coi nè. Đó, lớp mình. Em đang cầm cái nhíp của chị nè. It's okay. They speak Vietnamese to me all the time. It's too wet. Can you see it? They see the glue. Wow, cái đó đẹp quá chị. Mm.
Đó, cái đó là perfect luôn đó chị Vi ơi. Đỏ mắt luôn con. Được không con? Được. Mấy cái này nè. Được nè, để em coi. Cái này ngay đây nè, đẹp nè. Yeah. Ngay đây đẹp nè. Hai cái này, ba cái này đẹp nè. Cái này ngay đây cũng đẹp nè. Không perfect đâu cô. Dạ. Cái này ngay đây đẹp nè. Đẹp nè. Đẹp nè, đẹp đẹp. Wow, mấy cái liên tiếp luôn đó là bắt đầu cái tay của mình nó quen tay rồi đó. Nên làm ra là nó đều 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 nhau á chị. Đẹp. Đẹp nha. Good job chị ơi. Ở đây cũng đẹp nữa nè. Đều nè. Good job chị. Adjust it by using the tip of the tweezer. Tap on them. You see right here, you can tap so on it to make it a little bit flare mm-hmm. out. Okay. So it's more fluffy. Mm-hmm.
hai mọi người. Thì cái đó là hiện tại là lớp học của mình ngày hôm nay. Các chị á, là đang practice on model. Thì em sẽ hẹn gặp lại mọi người vào tối nay 6 giờ giờ Cali, 8 giờ giờ Texas và 9 giờ giờ Florida nha. Để em sẽ live và em hướng dẫn, em demo cho mọi người một trong những cái kỹ thuật nối mi. Tối nay hẹn gặp mọi người nha. Bye mọi người.